Đã trải qua 7 đêm thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thì ngày hôm nay cũng sẽ là đêm thi vòng loại. Ai ở lại, ai ra đi vẫn còn là một ẩn số. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Các bạn đều rất là tiến bộ, cứ mỗi một tuần qua đi, các bạn lại lột xác và lại giỏi hơn, hát hay hơn, diễn sâu hơn. Và quả tình là cái không khí của ngày hôm nay nó nóng lắm, chỉ biết khen thôi. Và cảm ơn, lần đầu tiên tôi ngồi đây mà tôi được nghe nhạc sống, và giống như là tôi được xem bạn biểu diễn chứ không phải là bạn dự thi. Đã mang được cái tinh thần của bài hát và cái khí chất của cái con người đó. Tình cha mát như vầng thái dương. Wow. Cái tiết mục của con, cái tính giải trí nó dễ sợ lắm. Cái tính giải trí nó tới mức mà bạn Đại Nghĩa phải nhào ra là con hiểu rồi đó. Hôm nay em làm rất là tròn vai và biểu diễn một cái bài đầy đủ, sạch sẽ từ đầu đến cuối. Và đó là cái sự lựa chọn thông minh của một cái người biểu diễn, khi chúng ta khéo léo biết trưng trổ ra cho mọi người thấy những cái sở trường của mình. Không phải, nếu mà làm anh Ba Ngọc Sơn cái hơi dài đó, thì phải là cái câu mà và này con yêu ơi, con hãy nhớ. Thì anh Ba Ngọc Sơn làm vậy, tức là anh nói hai cái câu đó anh liền cái micro xuống đất á để cho mọi người thấy, rồi con kêu rồi, mọi người đúng nè. Rồi. Nè, coi cái hơi tôi dài không nè.